diễn biến vụ tai vạ được camera hành trình của một ô tô đổ bên đường ghi lại. Chiếc xe đầu kéo chở hàng vượt đèn đỏ, đâm mạnh vào một ô tô con đang di chuyển từ hướng Dung Quốc. Xe đầu kéo kế tiếp xả thân chiếc ô tô gắn camera hành trình nói trên trước khi dừng lại. Vượt đèn đỏ, xe đầu kéo liên tiếp gây đụng phải Quảng Sợ Hoàng. Hai pha đụng phải liên tiếp khiến phần đầu của xe tải, xe đầu kéo và ô tô gắn camera hành trình hư hại nặng trĩu nề. Chưa rõ tình trạng của các bác tài ra sao. Tai nạn xảy ra tại huyện Kinh Di Sếp, tỉnh Leningrad.